Mùa tỏi trên hầm, dì bộ ở hay tục mùa tỏi yếm lấy chính con y miền và yếm đài phát hành truyền hình lưu hì xanh. Mùa tỏi à, dấu chỉ thị số không nhận, bịa chỉ hà xanh chuỗi trên lệnh chậm hùng hàng, lọ thủ tướng chính phủ Duẩn Tiểu Cung, tổ chức vùng hùng miền màn tham gia bịa bác hộ chủ quyền đào thâu, on nhàng bèo cua yếm tiểu sĩ dấu xăng, yếm có hàng chìa, bàn lầu xía mong không quyền vùng hùng dấu bộ thú bền biếu lồng, chia này, góp buồn bịa siêu chủ quyền tóm cặp xài bèo cua, muôn mùa tỏi tung roi tăng mạng ô. Liều triển khai túp biển piêu chỉ thị số không nhận, Ủy ban miền màn bản lầu xìa quân liệp xuất ba nát con lọ xìa, xét liệm kế hoạch lấy trình dấu công đồn biên phòng bản lầu, căn tiểu dấu bé lực lượng miền dấu đảng, quân phùi hòm cho Ủy ban miền màn xìa, Ủy ban mặt trận tổng quốc xuân phiền xuân búa miền màn, quán triệt có chỉ thị số không nhận. Đơn vị quân xuân phiền căn có văn bản lầy chỉ thị nghị định, lọ có cấp duần chủ quyền đào thâu on nhàng, tòng cặp xài bèo cua duần lồng ghép tiểu cung, bung tròn mái mại giang in tôn sao. Thông chia tiểu cung xuân phiền xuân búa miền màn hộ tổ, hiêu hưu duần có tiểu trách nhiệm dâm tiểu cung xê liềm, trao tàn bao chủ quyền tòng cặp xài bèo cua, siêu tu on nhàng trật tự, lọ miền màn có phỉ miền sổ dâm lô hê xanh, quân tu bầu hàng phào. Xin đảng bé miền màn quân xô chào tỉnh tây dầu lùng có tiểu công bác hộ chủ quyền on nhang tòa cặp xài dâm tẩy bùng bản lầu xìa như bùa quân dịp bịa dầu chỉ thị số không nhận lọ thủ tướng chinh phu dầu hăng có mặt trận tổng cua lô hề xanh dâm tẩy bùng bản lầu xìa liều dầu trắng mô hình miền màn tổng hiếu tham gia bịa bác hộ chủ quyền on nhang tòa cặp xài dâm tẩy bùng cốc phương lằng. Y xin lệnh chiếp chiến hàng, cốc phương làng tu cấp ủy chính quyền bản lầu xìa trao đồn biên phòng bản lầu, kết nẻ bé điểm liều triển khai mô hình, tòng liều miền màn tham gia bịa tiêu cung, căn mạng tòng cặp dài, thông chiếu mô hình bùng hùng miền màn, tổng hiếu tham gia bịa bá hộ chủ quyền đào thâu, on hàng tòng cặp dài dâm cốc phương làng bản lầu xìa. Câu hua trà tình dâm lăng cũng dịp bịa thông bùa bùn đồn biên phòng chính quyền tẩy bùng, dần có tiểu dầu bàm trùy dần chủ quyền đào thâu on nhàng tòng cặp trài. Dịp bịa tham gia phùi họm trao đồn biên phòng trao chính quyền tẩy bùng, tiểu công triển khai có tiểu dầu phào biển miền, tòng cặp trài. Xuân phiền xuân bùa có làn mùa tỏi dâm trà tình, trao miền màn dâm tẩy bùng dầu lồng có tiểu dần pháp lấy cuốn siêu, ba hộ tòng cặp trài bèo cua. Đối với cái phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở trên địa bàn thôn Cốc Phương thì có thể nói là rất là tốt. Tòi căn bùng hùng bác hộ trật tự dâm tẩy bùng Cốc Phương làng bé lùng, dâm có hàng chìa, có tiểu on nhàng, an toàn dâm tẩy bùng bé on tình, cháu mai hà tiểu, cháu bền mai xuân dâm tiểu công cháu nhận cháu húm miền màn, cún cháu lùng, dâm Cốc Phương làng, thao y chặn trang hộ nai, khùng mai bù hôi miền trùm, chiếm chú phải đùa quẩn bé. Dâm chàm chìa, dìa bùa quân chi bìa năn con suy chăm nhũng đàng choàng, liều châu lồng thim dần châu nhận châu hôm căn này, phùi hòm trao biên phòng, liều tan bao lồng thim, dần tòng cặp xài dâm tẩy bùng Cốc Phương làng. Tiểu công dầu chỉ thị số không nhận là Thủ tướng Chính phủ Duẩn Tiểu Cung tổ chức vùng hùng bát liên miền màn, tham gia bịa bác hộ chủ quyền đào thâu ở nhàng tòng cặp trài bèo cua, dâm tiểu công chấu xăng, quân góp quần bịa phát huy tu cơ tiểu tổng hợp, là hệ thống chính trị, mài chân có tiểu công bùng tròn lồng dâm tẩy bùng. Muốn tỏi trên hầm, dâm có hàng chìa bác hạ quyền quân phát triển thầm mô hình chấu nhận chấu húng, bền piêu căn thầm tấm gương biên màn kinh trên dầu, sáng tạo dầu phào biển miền trên đàng dâm căn nhi tẩy bùng. Có đặng trung kiên dâm na hồi xìa bác hạ quyền, nơi bếch dạ lan miền dầu phào biển miền căn mô hình choáng lay an toàn, cung ứng dâm thị trường. Chăm hàng ta tài nay, có đặng trung kiên nhi trà tình để bé dẫn hua trà tình mà tiểu trộm khâu dầm tẩy bùng, bị ở xin chua bé chua diệm chua hàng, trên liều mình tông bèn tàu dần bèo, có kiên cun cảnh chân, dầu, chia khỏi trộm khâu, căn kê suy bè xào bèo, lọ có nhi trà tình bộ tu bền piêu chia choàng, nhụng lay an toàn, căn có nhụng lay nghiêm choàng hăng, lay cùm căn này đang lay trài, tông có hàng chốt dầu, thị trường tiêu thụ bé rổ, cách mài kinh nghiệm cầu măng. Tại sao nhiều cái sản phẩm nhiều người làm cũng như tôi nhưng mà người ta không làm được, tôi làm mài chăm làn kên có nhụng dầu hang dìa hang nảy quân dìa quân lò ke dầu liều che chân có tiểu khâu vậy dìa dầu đàng ua pan tu bay dìa dầu tai nhị pan liều ló mạng nguyên nhân hang nay dìa chỗ bé
châu tham nhũng lầy trình, hang mạng TV, châu hộ tổ châu hang hài, chính tài tu có nhũng bùn miền màn lùng, châu tàn bao tu siêu nhậm hàng bùn tàn bao, châu nhận châu hôm bùn cằn nhi trà tình. Để đảm bảo cái kinh tế cho hộ gia đình chúng tôi. Tu tiểu anh hồ lọ có cấp hội, có tham gia bịa có lớp tập huấn thiêu kỹ thuật, hang này tiểu công chẳng. Châu cháu nhận cháu hôm nay an toàn lọ có nhi trà tình, cún mai chăm tiểu thiếu xăng. Vị chi lành chiếm dân hàng, tổng hợp tác xía dì thang tu liệp chân, có nhủng căn hai cháu lai dành lọ có nhi trà tình, cún tu siêu mài căn trà hàng cháu on tình. Đảng quê hàng có tình tinh triển khai choàng lai cải thảo, lai chạy cùng cháu kinh biếu diên pan. Tiểu công choàng có nhủng lấy diên pan đã bê ạ cháu, vậy chủ cháu căn quy trình kỹ thuật. Chúng tôi đã được tập huấn. Chủ yếu là bây giờ chúng tôi sẽ làm trái vụ thôi, chứ còn nếu làm chính vụ thì không tràn lan như thì không. Dì bùa bé quân tu tập huấn buồn chăm bé y chẳng, choàng lánh chiên pan, con bùa choàng chiên pan bánh mai trà hăng dũng bùa tu bền piêu, con bùa choàng chăm, choàng chiên pan, bé bùa mải bùn trình phẩu Hà Nội, lô hê xanh, choàng chiên pan bé bùa trình tài mại tu trà hăng. Tại sao gọi là làm trái vụ để lệch cái vụ ở dưới khu dưới ven đồng bằng sông Hồng ấy? Họ làm thì chúng tôi mới bán giá mới cao được. Vậy mai tiểu chàng công lọ mô hình choàng lay choàng piêu an toàn cún bong thành có kiên nhi trà tình bền hua miền mài siêu nhập hăng mô hình phát triển kinh tế lọ cò cún tu tẩy bung đánh giá hăng điển hình liều có hua miền dâm xỉa hộ tụ trao dầu căn. Cái mô hình của anh Kiên trồng rau thì chúng tôi đánh giá mô hình choàng lay lọ cò Kiên như bùa bét đánh giá là bét tiểu siêu nhập phát triển kinh tế trà tình on tình. Này bé mai thêm siêu nhậm bùn có làn miền châu cung, này tiểu mô hình lồng, liều bẹ làn miền dâm xã hội hộ tổ mô hình, châu lọ có kiên, liều phát triển che ngò giảm trộm bùn càn nhi tẩy bùng, cháu có hua miền dâm tẩy bùng na hồi xìa. Nòm peo lùng rưỡi nay, cáo có nhủng trà tòng dâm của nhùa peo, tiểu châu phào biển miền, cái dìa trộm khâu. Lọ có đặng văn kiên y dặn quân bùa tu bền piêu hằng có bàn piêu hồ chẳng piêu thăm hăng nải bé minh chừng bùn miền màn quằn con bùa kình chiên chầu hồ tổ mê bùa quân chầu bùa tu chàng cung. Mùa tỏi trên hăm châu lây trình bành tàu biên phòng trọng bùa xuất liệp sang láng giảng can bầu bành tàu đồn biên phòng mong khong quyền số phùi hòm trao hội liên hiệp nhấu nhận tung trung phổ xìa tổ chức tiểu bong thành miền màn vệ sinh trao mình tài làng giảng cho tổ chức các hoạt động bong thành miền màn dấu tiêu chí số diệp chiến dần môi trường thao miền màn dâm tung trung phổ xìa mong khong quyền tăng lùng đòm diêu mai chăm làn can bầu bành tàu đồn biên phòng mong khong quyền can bầu hội liên hiệp nhấu nhận tung trung phổ xìa trao miền màn quân trọng bùa dầu vệ sinh môi trường giam mia khói thông cổng dâm có tàu trao phào nàn tiểu hồ lằng lồng ghép xuân phiền xuân bùa miền màn bầu hàng hiu hiu siêu vệ sinh choàng xây liệm môi trường men rảnh rể hưởng ứng phong trào xây dựng thôn mới thì cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Khương hưởng ứng pung hùng xây liệm làng giảng có làn can bầu bành tàu dâm đồn biên phòng mong khong quyền cũng xác định nhiệm vụ chính hạt dặn quân dù kít bo trao cấp ủy chính quyền tỉnh pung liều châu lây trình xây liệp sang làng giảng nhân bé ý hỏi có làn can bầu bành tàu đồn biên phòng mong khong quyền cũng phối họp trao tung trung phổ xìa tổ chức vệ sinh làng giảng chia này nhà bùa miền màn có làn hiu hiu dâm dấu nhận dấu húm có tiểu chủ trương chính sâu lọ đảng pháp lấy lọ peo cua chia này miền màn mài hiu hiu lồng dần xây liệm sang làng giảng trong bùa xây liệm cấp ủy chính quyền dâm tẩy pung xây dựng nông thôn mới cùng cấp ủy chính quyền địa phương. Công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường thì là chúng tôi tiểu công xuân phiền vệ sinh môi trường như bùa hạt dặn quân dầu lùng dầu có tiểu quân bong thành có hội viên hiêu hiu tu rõ trách nhiệm lọ có làn vai trò bùa cằn nhi buồn xin dần vệ sinh môi trường lắng giảng góp buồn bịa tiểu công dầu lùng có dùn xuân phiền xuân bùa xây liệm pia không bùa rình lọ chi bộ nhiều nhân căn này bong thành biên màn mài hiêu hiu tu vệ sinh dâm cằn nhi cha tình ý thức được cái vệ sinh trong chính gia đình của căn tiểu tham gia lồng trách nhiệm nó có làn căn bầu bèn tàu đồn biên phòng trao miên màn cùng dâm nhận đom tàu trao trình lọ nàn tiểu hồ làng quân vệ sinh rình căn tiểu chỉ tu con thảo nại bé miên màn mài hiu hiu tiểu quan trọng dâm tiểu công bác hộ môi trường vệ sinh môi trường lắng chàng liều bác hộ trả tròi bùng tròn bèn liều xây liệp chàng lắng chàng
Mùa tỏi trên hầm, về nhàn con lấy trình một ba năm đầu tư phát triển hệ thống vùng chuẩn thủy lợi, dâm tẩy pung xi măng cai quyền cút mày, nhị bé bê chế phàm nòm đèn tùng vùng chuẩn tu kiên cổ hòa, nè bé tạp ảnh tu nhu cầu lộng vùng cầu, pun tòng châu nhận châu húng. Tiểu công mày, chế phàm căn buồn chế phàm xìa lọ xi măng cai quyền, cún châu trắng tiêu chí dâm bộ tiêu chí xây liệp trang lắng trang, nay tiểu cún mày góp quấn rổ, châu tăng nhàn con lấy trình một ba năm. Nay bé tổng linh lọ cò thao a chứ dâm xin trải lăng xin tranh xìa, tăng tổng mài hệ thống vầm chuẩn to vầm tháo có tổng linh, có nhi trà tình bên chủ khâu chăm, dần tiểu công trọ linh trang trao dầu đau, xin đàng dùn bèo chun khung bé quảng trộ tiểu công suy cha dầu cùng. Trước đây thì chưa có cái chủ trương. Xin đàng vừa tống canh mài chủ trương đầu tư lọ bèo cua dần kinh doanh thủy lợi, bên miền màn cuốn trồng khâu chăm, trao chủ mài trang hộ lào siêu nhầm bên bữa thu bền biêu hàng, mài vơm cào dầu linh tẩy. Tông mai chủ trương lọ đảng trao bèo cua dần thủy lợi miền màn dâm xin tranh xìa chi ma cai quyền quân hệ dâm tiểu công cho nhận dấu hôm vậy mai cáo vâm tăng đảng y chin hàng ba liền có hệ thống vâm chuẩn thủy lợi dâm tẩy pung chi ma cai quyền hạ chặn quân lồng vâm chuẩn tăng đào dầu y chặn quân hoài rình ảnh hưởng rổ thảo có tiểu công cho nhận dấu hôm tàn bao tu on nàng cả nay nhận tăng y chin hàng thảo nay căn nhàn con lọ lây trình 1-3 năm, Simakai quyền cũng đầu tư xây liệm tu diệt bé nhị triệu phẩy công trình thủy lợi, căn tổng trang bé nhị bé pha diệt bên nòng đàng tùng, quầm chuẩn kiên cố. Vậy mày, bùa chín HA đào thâu dấu nhận dấu hôm căn mày, diệt chín chết bé HA lình choàng bèo, quân chủ động tu nhuần quầm. Chào chân có hệ thống quầm chuẩn, tu dầu lùng, miền màn quân khói trang tu, diệt bé HA lình choàng bèo, tàn bao cả nai on tình, cả nai nhằn. Căn tổng trang mài nhị chập lụa nom đàng tổng vâm chuẩn thủy lợi tu kiên cổ hòa tập ảnh tu tiểu chủ an vâm pun diện xin HA châu nhận sản lượng bèo lọ miền màn dâm xin tranh xìa cún pháo hàng pha chập quần pé tỏi căn xin đàng chiến này góp quần pịa to có hua miền trộm dâm xìa chỗ dìa khung mài chập dân quần pé liều có công trình bữa tu bền bèo hàng lồng tu lao đao tẩy pung cún xây liệm trao ban hành quy chế cún siêu hoạt động có công trình thủy lợi, yêm này vai trò quyền lợi lọ miền màn tu po trao có lợi ích lọ có công trình này. Cho đến giờ, thế là đã giảm bớt đi cái... Tăng tổng mài bê tông hòa thảo y trần, cuốn rổ dịa buồn chăm có tiểu khâu lọ miền màn tăng trên đằng, quầm dần bên cầu dầu linh tẩy buôn có tổng linh, hang thảo y trần trang hộ nay, dần nhàn con lấy trình 1-3 năm, lọ chính phu dần đầu tư quầm dần, bê mài quầm cầu liêu miền màn dấu nhận dấu húm, trao dấu buôn xấy tràng lọ miền màn cuốn hỏi cuốn dấu tu phào biển miền. Càng ngày càng khá giả hơn. Hệ thống vùng chuẩn thủy lợi dâm tẩy pung xi măng cai quyền cũng phát huy bữa tu bền phiêu lùng, bong thành miền màn chủ động thêm dâm tiểu công châu nhận châu húm, to năng suất sản lượng bèo cũng hòi cũng hàng phào, bong thành chăm hua miền cũng mài chàng hổ, cơ hội chưa khỏi trộm khâu bành tăng. Mùa tỏi trên hầm, ngành châu nhận châu húm lò lô hề sen cũng mài chăm tiểu thiếu sang lùng, dâm tiểu công suy cơ cầu đèn choàng sang, bong thành miền màn châu nhận châu húm. Sáng nay, bèo nghiêm LH chiếm nhỉ, diện căn quần có nhũng bèo nghiêm sang, tình tình tu viện nghiên cứu cần hai tròn, lọ bộ trao phát triển làng tràng, triển khai dâm lô hề xanh cuốn bộ tu bền bèo hàng. Dâm có tổng linh tròn bèo nghiêm LH chiếm nhỉ, miền màn cuốn xà mặng, năng xuân cuốn bộ tu, diện tần diện pan dâm diện HA. Dâm có tổng linh tròn nhũng bèo nghiêm LH chiếm nhỉ bộ tu bèo có thăm tỏi căn có nhũng bèo nghiêm dâm tẩy pung LH chiếm nhì nại bé nhũng bèo nghiêm thuần vậy hang này tăng mô hình cho tu triển khai siêu có nhũng bèo nghiêm bữa tu tiêu chuẩn liều chầu nhũng bèo nghiêm nai pịa tai nhị pan tổng số cát bèo LH chiếm nhì tào dùn ông Bùi Xuân Hảo dâm Hùng Xuân Y Lăng Xuân Giao Xìa bèo LH chiếm nhì cuốn mài tỷ lệ bèo bữa tu bền bèo hằng cái giống này rất là khỏe dìa quản tài dân bé nhũng bèo nghiêm nai bữa tu năng xuất hằng tài nhì bé tòng đào nai bèo nòm bé lùng hang này bèn cuốn phát triển rổ cho bèo nòm cuốn hằng tăng bùa hàng ta tài nay nhũng bèo nghiêm LH chiếm nhì cuốn tu tỏ pịa khảo nghiệm dâm tòng lùng dào lọ lô hề xanh chia mằng nhũng bèo nghiêm LH chiếm nhì cuốn phào cho phát triển lùng phù hợp căn đào thâu dầu cho lùng dào dâm tẩy pung phù hợp căn tổng linh tạp thê nhũng bèo nghiêm mài nòm lùng trang hồ xuân dòng bèn bé dịp bé chậm thầu dịp bé chậm hùm hoi phù hợp căn có tiểu dầu dâm tẩy hằng
dâm chảm chìa sinh trưởng cho phát triển nhụng bèo nghiêm LH chẹp nhị bé phát triển lồng. Như vụ này thì lúa đấy cũng xuân ban bèo y hàng bé phát triển lồng, bèo bén chủ bảnh chăm, tăng tùng mà nhụng bèo nghiêm sang nay thảo y chản bé, dư bùa khùng choàng, liều bé phu dẫn dùn đìa, bèo bén bút kèng, tiêu công cấu mẳng dỗ hệ chủ bảnh. Dâm xuân ban y chân lệnh chẹp bên hàng, năng suất bèo nghiêm nay bữa tu, chiếc chiếm tại Yết Hát A, có hàng chiếm thảo chiếm nhì tạ tỏi căn bệ nhụng bèo nghiêm, dâm cơ sở tu tiểu tràng công này, lô hề xanh tình tình, tu suy kỹ thuật liều chủ động dấu nhận dấu hôm, nhụng bèo nghiêm LH chiếm nhì, tàn bao tu cào bèo nghiêm, liều buôn miền màn dâm xanh cho khu vực. Y sản dư bùa cũng xác định dấu nhận dấu hôm nhung bèo nghiêm LH chiếm nhị dâm nay, cho dư bùa cũng bùn phai miền màn choàng chăm. Căn này, liền kiến cho có doanh nghiệp tiêu thụ hăng, mài nhãn mát, nải bé tiểu dầu trang xăng, dấu nhận dấu hôm tồn choàng thảo siêu mài, dâm chảm thảo, nhung bèo nghiêm nay cũng bến nhung bèo choàng đảng, thiếu bùn bé nhung bèo nghiêm tồn xin đảng bùa cũng choàng. Tông chủ động dâm tiểu công dấu nhận dấu hôm nhung bèo nghiêm LH chiếm nhị, lô hề xanh quân bổ sung thêm bèo nghiêm thuần, bịa cơ cầu nhung bèo nghiêm lọ xanh, dần dầu tu diêu mục tiêu bộ tu sản lượng cá nai nhận, bịa chín lành nhị chiếm hàng bé, phàm bé phải chiếm chín tần, trà dấu nhận dấu hôm bộ tu, bé chiếm châu nhận HA. Sân lâu
Chàng trai yếm lăng chàng hạ chẳng quân mộng oài, mai hãy nhũng sống bên thảo miền màn. Lăng chàng bèng on, miền màn có phình miền chủ kinh chiên dấu nhận dấu húm, cùng ngoài chơi tu thảo họ tòng tụ sâu. Căn tiểu mộng oài này, có chiếu dùn liềm yếm bồ chô lăng bàn xeo xìa bạ xa quyền lô hề xanh, quân phía bên tiểu dung, giao bùa cùng ngoài chơi. Ít một tội hoàng cỏ chiếu dùn liềm cho tọ chiếu mùa phú, bảo tiểu dung siêu vân lăng chàng bèng on, một mùa tội tôm roi tăng mang ồ. Tu kin me tu na yun khu go la ngô nhân trời xây về khu ghê nội yêu
tu quê na hay ô. Ya ma kinh tông ê tha chiêu tình ơ. Chân say ê kinh na chân trang bây giờ mà dâu yêu bé hò bê liếm mà tua chiều tình nói ô nhật nô màn phiêu xây bê sai kia ô chim ô chim ô sáng nhân bê tòi chiêu ô tòi sai bê chim bê chim bê man yam be i wa yam mua tỏi trên hầm lê trình y miền vải yam đài phát thanh truyền hình lô hi sách y hỏi thanh ai bên liu á song trình thật trong mua tỏi liều phim mang y bu như lê trình hiện phong mua tỏi yam có lê trình căn gang trên hầm thật trong mua tỏi